Tôi nghe một thời Thế Tôn ngự tại kỳ biên tình xa của trường gia cấm cô độc gần thành xa về khi đêm gần bạn có một vì trời dương sáng thu thắng hào quang chiếu diệu sang tòa kỳ biên đến nơi Phật ngự đành để Thế Tôn rồi đứng một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài vì bi mạn hoan nghị dạy chúng con để phúc lên cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không cần vui kẻ ác thân cần bận trí hiền cúng dường bằng tôn đức là phúc lành cao thượng ở trụ sở thiên thơ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo ưng liền hồng tận nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu thuần bằng sinh thành chăm sống vợ và con sống bằng nghệ đương thiền là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương tin hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thường yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống pháp hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm làm việc đời đứng công đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Nam mô Bố Thà. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bố Thà Thầm trên Phật thoát mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con khai ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh. Mahima Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 120, Kinh Hành Sanh. Từ câu 187 đến 1087 đến 1010 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hành túc thiện thể thế gian dạy
Vô Thượng Điều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Phật Tha Giá. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Thường bây giờ ở trong diễn đàn chưa có Thượng Tọa Tệ Siêu, bây giờ con muốn hỏi ý kiến Thượng Tọa Giác Đẳng là bây giờ cái phần nhập theo con xin đọc chánh kinh ha. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tệ Siêu mới vừa quan lâm vô đạo tràng. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu từ bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Cha. Nam mô Bụt Thà Cha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ chúng tình vong đệ tử Phật, kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, có năm pháp rất là đặc biệt, đó là tính, thí, giới, văn. Trí tuệ. Trong bài kinh này, Đức Phật giảng về cái đạo lộ đưa đến tái sanh trong cõi nhân loại, cõi chư thiên, cõi phạm thiên. Và đạo lộ đưa đến sự giải thoát. Các đạo lộ ấy, nếu như một người mà thành tựu về đức tin, bố thí, trì giới, đa văn, trí tuệ một cách viên mãn, đến người ấy chú tâm đến một cảnh giới tái sanh nào, thì vị đó sẽ được tái sanh lại cảnh giới mình muốn. Nếu vị tỳ kheo đầy đủ năm pháp trên, thì khi vị ấy khởi lên ý nghĩ đoạn trừ lậu hoặc ngay trong hiện tại, ta mong rằng ta sẽ chứng được tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thì vị tỳ kheo này thành tựu nhĩ. Bài kinh tuy ngắn
Nhưng mà cái pháp rất là đặc biệt. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài kinh này với tựa đề là hành sanh. Và lát nữa đây chúng ta sẽ nghe Thượng tọa Nhất Đẳng giảng sư trong ngờ hôm nay sẽ giải thích cái ý nghĩa của tựa bài kinh là hành sanh Sankharupati và những cái pháp đặc biệt này. Và trước nhất xin mời vị MC đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Nhất Đẳng bắt đầu thuyết giảng cho bài học này. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ con xin đọc chánh kinh. Phạn ngữ Sankharupati có nghĩa là tái sanh theo ước nguyện. Luân hồi thường là bước đi vô định, nhưng theo Phật Pháp thì với một người có đầy đủ năm pháp tính, giới, văn, thí, tội thì ước nguyện tái sanh được thành tựu. Năm pháp này còn là nền tảng cho chí nguyện giải thoát sanh tử. 1087. Ước nguyện tái sanh trong cõi nhân loại. Một người muốn sanh vào cảnh giới nào đó ở kiếp sau cần đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Cõi người là cảnh giới thích hợp để huân tập công đức. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại tỉnh xá ông ăn Nathominkida. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông sự tái sanh do hành đưa lại. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ở đây, các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ như sau: Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh cộng trú trong đại gia tộc Sát Đế Lị. Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tụ tập tâm ấy. Những hành trì ấy của tỳ kheo được an trú tu tập làm cho sung mãn. Như vậy đưa vị ấy thọ sanh tại chỗ ấy. Này các tỳ kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sinh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo, đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh cộng trú trong đại gia tộc Bà La Môn hay trong đại tộc cư sĩ. Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tụ tập tâm ấy. Nhưng những hành giả của tỳ kheo được an trú tụ tập làm cho sung mãn, như vậy đưa vị ấy thọ sanh tại chỗ ấy. Này các tỳ kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sanh chỗ ấy. 1888. Ước nguyện tái sanh trong cõi trời dục giới. Những cõi trời dục giới
là tính giới văn thí tuệ thì sở nguyện thọ sanh được thành tựu. Lại nữa này các vị kheo, tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ, vị ấy được nghe bốn đại thiên vương có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi trời tứ thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tụ tập tâm ấy. Những hành ấy của tỳ kheo được an trú tụ tập đưa đến tái sanh tại chỗ. Lại nữa này các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe chư thiên Oatimsa, chư thiên Chama, chư thiên Tusita, chư thiên Unanati, chư thiên Paramitavasati, có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ mong rằng sau khi thân ngoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với chư thiên ở tha hóa tự tại thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 1889, ước nguyện tái sanh trong cõi Phạm Thiên. Phạm Thiên sắc giới và vô sắc giới là những cõi thiên sanh ra do năng lực của các thiền chứng không bị hoại lúc lâm chung. Tuy vậy vẫn cần năm pháp tính giới văn thí tuệ để ước nguyện được viên thành. Lại nữa này các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe ngàn phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỳ kheo, ngàn phạm thiên sống thấm nhuần biến mãn 1000 thế giới, và vị ấy sống thúng nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví như này các tỳ kheo, một người có mắt cầm một trái Amanda ai và nhìn trái ấy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ngàn phạm thiên sống thấm nhuần biến mãn 1000 thế giới, vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Vị ấy nghĩ rằng, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với ngàn phạm thiên. Vị ấy chuyên định tâm đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe 2000 phạm thiên giới, 3000 phạm thiên, 4000 phạm thiên, 5000 phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỳ kheo, 5000 phạm thiên có mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỳ kheo, 5000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mạng 5000 thế giới, vị ấy sống thấm nhuần biến mạng các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví như này các tỳ kheo, một người có mắt cầm 5 trái Amala trong tay và nhìn các trái ấy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, 5000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mạng 5000 thế giới, vị sống thấm nhuần biến mạng các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Vị ấy nghĩ rằng, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với 5000 phạm thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy đưa đến tái sanh tại chỗ ấy.
Lại nữa này các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe 10.000 phạm thiên, có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỳ kheo, 10.000 phạm thiên giới thấm nhuần biến mạng, 10.000 thế giới vị ấy sống thấm nhuần biến mạng. Các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như này các tỳ kheo, một hòn lưu ly Bắc Châu, Bảo Châu đẹp đẽ trong suốt, có 8 mặt khéo dũa mài, đặt trên một tấm lầm màu nhà màu lạc, sẽ chiếu sáng chói sáng. Cũng vậy này các tỳ kheo, 10.000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mạng 10.000 thế giới ấy. Vì ấy nghĩ rằng, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với 10.000 phạm thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa, này các tỳ kheo, thì kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe 100.000 phạm thiên, có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các tỳ kheo, 100.000 phạm thiên sống thấm nhuần biến mạng 100.000 thế giới. Vị ấy cũng thấm nhuần biến mạng các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như một đồ trang sức làm bằng vàng ròng, được khéo tôi luyện trong lò của một thợ vàng thiện xảo. Nếu được đặt trên một tấm màn màu lạ, sẽ chiếu sáng, rực sáng, chói sáng. Cũng vậy này các tỳ kheo, 100.000 phạm thiên ăn trú thấm nhuần biến mạng 100.000 thế giới. Vị ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cộng trú với 100.000 phạm thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa này các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ, được nghe chư thiên, chư quan thiên, thì hiểu quan thiên, vô lượng quan thiên. Quan thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ, mong rằng đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa này các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy được nghe chư tịnh thiên, thiếu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến thiên, biến tịnh thiên, có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ, mong rằng đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Đại nữa này các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ trí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe quảng quả thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, Akanisa thiên, có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vì ấy nghĩ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được được sanh cộng trú với các chư Akanisa thiên. Vị ấy chuyên định tâm ấy, đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa này các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ khí, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe chư thiên đã đạt được hư không vô biên xứ, có thọ mạng lâu dài, cứu trú, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ, mong rằng đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. Lại nữa này các tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe chư thiên đã đạt được thức vô biên xứ, đã được vô sở hữu xứ, đã đạt được phi tưởng xứ, có thọ mạng lâu dài, ngũ trú, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ, mong rằng vừa đến tái sanh tại chỗ ấy.
1090, ước nguyện giải thoát sanh tử. Ngay cả ước nguyện chấm dứt sanh tử cũng cần có năm yếu tố trợ duyên. Lại nữa thì các tỳ kheo, tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ, vì ấy nghĩ mong rằng với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong các hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Vị ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các tỳ kheo, tỳ kheo này không sinh ra ở một nơi nào, không sinh ra một chỗ nào. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dạ thưa bà, chánh kinh đến đây đã chấm dứt, chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Nam mô Bụt Tha Cha, xin cảm ơn cô Khi Mà. Mình xin tôn đức và đức tử. Hôm nay chúng ta đi một bài kinh mà nội dung có khác hơn những bài mà chúng ta vừa học mấy ngày trước. Bài kinh này đề cập đến trường hợp rất là đặc biệt mà Đức Phật ngài dạy về một số các cảnh giới tái sanh. Và nhưng sâu xa ý sự tái sanh, cái tựa của bài kinh dịch trong tiếng Việt á, thì tựa bài kinh này hơi khó hiểu một chút, bởi vì tạm gọi mình giống như nghĩa đùi, tức là gọi là hành sanh. Ở trong tiếng Việt mình dịch là hành sanh, thật ra thì khó biết là chúng ta đang nói gì. Nhưng mà căn bản ở đây anh thêm cũng nên nói thêm rằng có rất ít trường hợp chữ Sankhara được sử dụng theo cái ý nghĩa mà chúng ta đang học ở trong bài kinh này. Ở thực tại thì chữ Sankhara ở đây đồng nghĩa với chữ Patthana. Patthana có nghĩa là nguyện vọng, ước nguyện, giống như trường hợp chúng ta nói là phát nguyện. Phát nguyện cũng thành. Sự phát nguyện đó nó phải đi với một điều kiện gì đó. Để tương tự như là ở trong một cuộc sống có những người họ rất là tha thiết gì, những tha thiết không thì không đủ mà còn phải có cái gì đi kèm. Như Đức Phật, một con gà ấp trứng mà nếu mình muốn được nở ấp đầy đủ hơi nóng, muốn người được cái bản nguyện, người thì muốn hoành đến, người muốn cái có được chiếc xe mà mình thích, có một con cá thành tài, mong mỏi là một lá, nhưng mà đáng là nó phải đi kèm với những cái tố này trợ duyên, trợ lực được thành tựu. Có rất nhiều người hiểu lầm là
mình chỉ phát nguyện điều gì khi đó mình đi theo thành tựu điều đó. Kỳ thật thì ở trong kinh nói phát nguyện nó phải đi nằm với cái yếu tố mà chúng ta đọc ở trong bài kinh này, đó là tính, giới, văn, thí và tuệ. Cũng phải nói thêm rằng có rất ít trường hợp Đức Ngài khuyến khích chúng ta sống mà luôn luôn nghĩ đến đời, nghĩ đến sanh tử, mà thay vào đó thì Đức Phật dạy chúng ta sống nên tập chú vào hiện tại. Nhưng mà rồi nếu chúng ta nghĩ đến đời sau thì thưa quý vị, một chúng sanh mình cũng có năm cái yếu tố như bài kinh này chúng ta vừa đọc. Nhất là niềm tin, ở đây là một sự khẳng định, chỉ sự khẳng định khiến cho chúng ta có một số. Ở trong kinh Nirvana có đưa ra một ví dụ là một người muốn băng ngang dòng suối, nhưng mà rồi không biết dòng suối sâu hay là cạn, và mình đi xuống có bị cục chân bị chứa hay không. Người đó đứng ở trên dòng suối một thời gian dài trong sự phân vân, thấy có một người địa phương đến dòng suối đó, họ băng ngang dễ dàng. Và người thấy người kia như vậy thì niềm tin mạnh mẽ là dòng suối không có sâu, dòng suối có thể vượt qua. Người này khẳng định với chính mình sẽ vượt qua. Thì tương tự như vậy, cái tính mà Đức Phật dạy ở đây, niềm tin ở đây, nó vừa tin tưởng và nó vừa là lòng tự tin, nó vừa là cái niềm tin xác quyết vào cái gì mà mình làm. Hồi nhỏ thưa quý vị, trước có nghe một số các vị tôn túc dạy rằng thường đọc những quyển sách về gương nhân thì họ có định của cuộc sống. Ví dụ mình đọc chuyện của những nhà phát minh, của những nhà bác học, của những người có những cái thấm ở trong cuộc sống, và do mình đọc như vậy đó, mình thấy rằng người này cũng từ cuộc sống rất là nghèo hèn, từ đời sống rất là khổ thở hàng vi, nhưng mà rồi có vươn lên. Khi mình thấy như vậy, mình nghe như vậy đó, thì mình khởi sinh cái lòng tin tưởng mạnh mẽ là à, cái này mình có thể làm được. Người ta sẽ dĩ đạt đến như vậy không đơn thuần, người ta để một điều làm cho hoàn toàn may mắn, mà do cái sự cố gắng, sự cố gắng có kết quả. Thì ở đây cái niềm tin đó, nó là một cái sự khẳng định, và sự khẳng định này cho phép người đó có đủ nghị lực, có đủ cái sự kham nhận và có đủ cái tinh thần dám chấp nhận đi bước tới. À, chúng ta nói yếu tố thứ nhất là niềm tin. Và điều thứ hai nói về giới. À, chỉ giới ở đây là một từ hiểu rất là rộng. Và dĩ nhiên là vào thời những thời mà có chư Phật ra đời, chư Phật có ban hành một số các cái điều giới như là trai giới, ngũ giới, bát quan trai giới, sa di giới, tỳ kheo giới, vân vân. Nhưng mà chỉ giới chính là những cái nguyên tắc sống. Người này tin rằng ở trong cuộc số nguyên tắc, mà những nguyên tắc này nó làm cho đời sống người đó nhất quán. Những nguyên tắc này khiến cho người đó có cái niềm tự tin ở chính mình. Nó cũng giống như trường hợp của tính đó, thì những nguyên tắc của giới đó, nó khiến cho một người cảm thấy được thoải mái ở trong một cái khuôn khổ, ở trong một cái nguyên tắc, những cái nguyên tắc mà mình đưa ra. Ví dụ là một người tin vào cái sự sống đàng hoàng, nếu người đó họ đi vào ở trong chợ mà người khác họ tính tiền cho mình, và khi họ tính hoặc là dư hoặc giả là phần lợi nhuận phần mình, nhưng mà nếu mình là một người đàng hoàng
thì mình sẽ không lấy cái phần lợi đó mà mình đem trả lại, hay mình nhắc cái người tính tiền là cậu đã dụng rồi. Cái sự đó nhiều khi nhìn ở bên ngoài nó như là một cái thái độ cố chấp, nhưng mà kỳ thực nó là một cái nguyên tắc sống. Và cái nguyên tắc sống này giúp cho người này họ thấy rằng đúng với một cái quy luật nào đó, cái nguyên tắc ở trong cái nguyên tắc họ có cái niềm tự tin đối với chính họ. Ở trong kinh có đề cập đến trường hợp là một người mà sống trong đời này, khi rời cuộc sống vào giờ phút lâm chung, nếu người đó bỏ cuộc đời này với cái tâm tắt, với cái tâm mùi lực, với cái tâm yếu ớt, thì người đó sẽ sanh vào cái an lạc. Thì chúng ta gọi người đó với cái sự vững tâm, với cái tâm có một cái an lạc ổn định, thì người sanh vào cảnh giới an lạc. Và trong từng bộ kinh có nhiều đoạn Đức Phật ngài dạy rằng một người mà sống với nguyên tắc quy củ thì ở trong bước trong vài mạng chung thì người được có cái là cái tâm định, cái tâm bình tĩnh, và cái tâm sẽ dẫn người đó sanh vào cảnh giới an lạc. Thì cái chỉ giới ở đây đó, nguyên tắc sống. Và có những người họ sống họ không có nguyên tắc gì hết, sống có đưa đẩy. Trong một bài kinh Đức Phật nói rằng thăng si lăng si lăng của đam, ta nói chỉ giới cái chủ tâm để làm hay là không làm. Ví dụ như một người mà họ sinh ra trong một gia đình giàu có, sung mãn tiền bạc, mà họ không có giai cấp, thì cái không không gọi là giới. Nhưng mà trong cuộc sống của họ, đời sống này, mà họ có nguyên tắc là cái gì không phải là của mình, không được cho mình, mà họ quyết định không lấy, không có chấp, cái đó gọi là không lấy của không cho, thì cái đó gọi là giới. Và cái đó là một cái nguyên tắc của đời sống. Thì nếu một người trong cuộc sống này họ càng có nhiều cái nguyên tắc sống về cuộc sống đàng hoàng, thì một cái lợi ích trực tiếp nhất là cái tâm họ được an lạc, nhất là trong giờ phút lâm chung. Do vậy giới là yếu hai bên đi sau cái điều thứ nhất tính. Điều thứ ba là văn. Chữ văn ở đây nghĩa là nghe, thưa quý vị. Và trong đạo Phật có cái chữ gọi là đa văn. Theo một số các nhà nghiên cứu đó, thì cái khái niệm về đa văn là cái niệm mà người Ấn Độ, văn hóa Ấn Độ được giới thiệu vào Trung Hoa. Do đó ở Trung Hoa chúng ta có chữ Quảng Kiến hay là Kiến Văn chẳng hạn. Một người mà có cái sự hiểu biết, có cái kiến thức, thì thứ nhất người đó có một cái thái độ biết lắng nghe, nói cách khác là biết học hỏi, biết tìm hiểu. Cái thái độ biết lắng nghe đó là phải là một thái độ mà cái tâm của mình rất là cởi mở. Lấy một ví dụ như là chúng tôi đi học trong trường đó, thì lúc bây giờ có một cái phong trào là người ta cùng nhau học computer. Mà có một lần chúng tôi xuống dạy về family, tức là cái lớp dạy về một cái language của computer đó, thì thưa quý vị, chúng tôi gặp ông giáo sư toán. Ông dạy chúng tôi và ông cũng đang có mặt, ông học đó, ông gặp chúng tôi ông cười. Thì lần đầu tiên là một vị giáo sư mà lại vào đi học chung lớp, và học chung lớp là học trò mình học nữa. Nhưng về sau này thì chúng tôi thấy ở Mỹ người ta có thái độ rất là bình thường, đó là cái nào không biết thì mình học thôi, và không có chuyện gì phải xấu hổ phải thắc mắc. Và khi ông học thì ông học đúng nghĩa là một người học trò. Và khi ông hỏi cái người hướng dẫn, mà thật ra lúc đó cái người hướng dẫn cái lớp đó không phải là một giáo sư thực thụ, mà chỉ là một người
chúng ta tạm gọi ngày hôm nay là một người technician, tức người họ có một số vốn liếng chưa về điện toán, họ được mời đến để chưa tới cái mức phụ giảng nữa, nhưng mà họ rất người ta vẫn học. Tại vì sao vậy? Cái khả năng cầu học là khả năng mở lòng ra, lắng nghe để được học thụ, để trở thành một thụ nhân đó, tức là trở thành một người mà có khả năng hấp thụ đó, là một nghệ thuật lớn trong đời sống. Ngay cả trong Phật giáo đó, những đệ tử Phật gọi là Savaka, Savaka chúng ta, thì bây giờ chỉ Savaka đôi khi người ta, chỉ thanh văn đôi khi bây giờ với một số nơi đó đã xem là một cái chuyện, nhưng mà cái chữ thanh văn kia rất là đẹp, là những người biết lắng nghe, biết hấp thụ và biết những gì được hấp thụ. Thật ra sự văn ở đây là biết lắng nghe, nghĩa là một người có cái tâm đủ để học những cái mới, học cái chưa, là vượt ra khỏi cái định kiến là đi có không có mà chuyển hóa, mà người đó không có khả năng học thụ. Có ai, có ai mà học được mà người đó không có mở lòng ra để có thể lắng nghe những điều mới hơn. Thật ra khi mà nó chỉ văn ở đây, ngoài cái ý nghĩa học, nó còn có một cái ý nghĩa khác rộng, là người đó có sự chuyển hóa. Bài học thứ tư mà Đức Phật dạy là thí, thì là chỉ chát. Đấy. Có nhiều người muốn thí nhưng mà họ không có xả tài. Dạ. Nói như vậy nghe rất mâu thuẫn, tại vì ai nghĩ là muốn thí xả tài, mà cái chữ xả tài mà đúng nghĩa trong đạo Phật đó là chúng ta có thể xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi vâng. Xả tài có nghĩa là mình có, mình biết chia sẻ, biết xả ra. Và đặc biệt một cái người biết xả tài đó là người tìm cách nào để giảm thiểu sự sân tham bướng xỉn. Cái sự sân tham bướng xỉn, một người họ có bao nhiêu không, và người khác lấy đi cái họ có hay là làm giảm đi cái họ có. Thường thường khi họ cho người khác cái gì gọi là cực cho, hay là cho những thứ thấp thỏi, cho những thứ bỏ đi, thì có nhiều khi đó nó không phải là xả tài. Dạ. Ví dụ như mình có món đồ cũ mà mình không muốn xài, mà quăng thùng rác thì uổng, mình kêu người khác đến mình cho, cái đó thì có bố thí nhưng mà không gọi là xả tài. Thật ra cái chữ cái chữ cho đi ấy, nó không đơn như cách cho bình thường, mà cách cho đó nó là một cái sự san sẻ. Dạ, chứ là sự san sẻ. San sẻ là cái gì mà mình có và mình cho người giống như mình đang xài, mà mình san sẻ, mình giảm bớt đi. Thật ra đôi khi chúng ta cái đó cũng là bố thí, nhưng mà chúng tôi thì nghĩ rằng cái sự bố thí, có những người họ bố thí nhưng mà họ có san sẻ. Dạ. Có người bố thí tức là họ chỉ cho là vì mứa, họ cho là tại vì họ bị nó khích họ cho, nhưng mà cái người mà biết san sẻ thì ở trong đó là người biết cho người khác cái mà mình trân trọng, cái mà mình quý, và đối xử khác bằng sự tương, và chính bản thân của mình, cái sự bốn nó giúp cho mình giảm thiểu đi cái chấp thủ. Thì đơn giản ở trong sứ giải nói rằng nếu một người mà muốn đạt được một cái, đến một cái cảnh giới cao hơn, đẹp hơn, tốt hơn, thì người đó phải có khả năng để buông xả cái hiện tại. Chúng tôi lấy ví dụ là thỉnh thoảng có nhiều người mà chúng tôi nói chuyện đó, biến cố 30 tháng 4 75 họ muốn đi khỏi Việt Nam, nhưng mà
cái lý do không muốn đi thì tôi có khi nói rằng vì còn có mẹ già, nhưng mà cũng có nhiều trường ít người ta không nói, hoặc giả là họ cũng nói thật là do lúc đó nhà có cửa ở Sài Gòn, nhà cửa đó vợ chồng rủ nhau tạo lập một đời ở ngoài mặt tiền đường ở vị trí tốt quá, rồi bây giờ tự nhiên trong cái cơn biến loạn như vậy mình bỏ nhà bỏ cửa đi, đâu có bán được, đâu giao lại cho ai được, và đến xứ lạ quê người thì họ không biết là có nên đi hay không, và họ chọn là ở lại. Cuối cùng thì khi mà cộng sản vào chiếm miền Nam, sản của họ cũng bị tịch biên, bị mất rất nhiều thứ, rồi họ phải tìm đường đi vượt biên. Ở đây cái câu đó nó cũng cho chúng ta một cái gợi ý là khi mà mình muốn ra đi, mình chắc chắn là chúng ta sẽ ra đi, không ai trong chúng ta mà có thể ở lại trên thế giới này mãi và bám lấy cái gì mà mình có mãi mãi. Đó thì chắc chắn rằng chúng ta chắc chắn sẽ rời bỏ cuộc đời này. Nhưng mà một người có tâm xả tài đó, người có tâm san sẻ đó, thì thưa quý vị, người đó có khả năng bỏ lại nhiều hơn là cái người mà không có tâm san sẻ. Dạ, cái người không tâm san sẻ, thưa quý vị, thì họ luôn luôn họ bám víu cái họ đang có, nhưng bám víu cái họ đó nó khiến cho họ không thể đi đến một cái cảnh giới khác hay một trạng thái khác tốt hơn. Hồi xưa thì chúng tôi nhớ một anh Phật tử người Mỹ tên là Suchata. Anh có biết một quyển sách Beginning to See. Và quyển sách này có một thời bán rất là chạy. Ở trong quyển sách Suchata, anh biết là anh có một cái kinh nghiệm một thời gian ở số 2. Và do cái kinh nghiệm này nên anh viết quyển sách, anh thấy nó gần với Đạo Phật. Đó là khi sống ở Malai, có một cái vùng đất ở phía bắc của Malai tên là, xin lỗi quý vị, ở phía nam của, ở phía bắc của Malai gọi là Terengganu. Thế tại Terengganu có nhiều người họ nuôi khỉ với mục đích là hái dừa, và vì ra ngoài miền biển hay là có một vài nơi dừa thì nó càng ngày nó càng cao. Và trừ khi có một loại vài loại dừa mà chúng tôi gọi là dừa lùng thì nó có trái mà đứng mình hái được, chứ có dừa thì nó lên mỗi ngày một cao thì và leo lên hái là cả vấn đề. Và để người ta hái dừa mà cho nhanh thì họ huấn luyện những con khỉ, và huấn luyện những con khỉ đi hái dừa. Thì bây giờ cái công việc của họ để huấn luyện khỉ, trước nhất là họ phải bắt những con khỉ khoan ở trong rừng đem về để mà nuôi, và họ chỉ cho nó ăn khi nào nó làm những gì họ muốn. Một thời gian nó có thói quen là nó muốn ăn thì nó phải làm theo cái gì con người muốn, và dần dần nó được huấn luyện trở thành những con khỉ giúp hái dừa. Trời xứ cho ta rất là quen thân với một gia đình người Mã Lai mà chuyên cái nghề đi bắt khỉ ở trong rừng để mà để đem về huấn luyện làm khỉ nuôi dừa. Và anh cũng rất là thích thú để coi họ bắt như thế nào, họ huấn luyện như thế nào. Thì cách họ đơn giản là họ cũng dùng trái dừa, và ở trong đó họ để một số bắp rang, mà phải rang thật thơm, và có bơ trong đó. Và khi mà bắp rang mà họ để vào trong bên trong trái dừa đó, thì nó có cái sức, nó có hấp lực rất là mạnh mẽ đối với những con khỉ. Điều tới trêu là họ dùng một cái khoan, họ khoan vào trong cái dừa đó, thì họ khoan không có lớn, mà cái lỗ nó chỉ vừa cái tay con khỉ thôi để thọt vào. Và khi khỉ thọt vào đó thì nó nắm bắp rang trong tay nó và nó kéo ra. Khi mà nó kéo ra đó thì do nó nắm cái bắp rang đó nó kéo ra không được, tại quý vị biết cái nắm tay nắm lại thì kéo ra không được, mà lại cộng với bắp rang nữa. Đã nắm nắm tay đã kéo ra không được rồi mà trong đó còn bắp rang nữa, và lúc bây giờ người ta mới rực. Nếu là một người chúng ta có một chút thông minh đó, thì đơn giản là bỏ cái
buông cái nó bóp răng nó đi, rút cái tay ra, và rút cái tay ra thì có thể chạy thoát. Cô Khiển chạy rất là nhanh, nhưng mà không. Người bệnh sức cho tao quan sát đó là 10 người đủ chục, 10 con khỉ đủ chục, là con nào cũng bị kẹt về chuyện đó hết. Là đã thọ tay vô được, nó được nắm bắp rồi, nhưng bị người ta rượt vẫn không buông nắm bắp ra. Thì lúc anh mới nghĩ là nếu giả sử nó buông ra thì nó đã vượt thoát rồi. Cái khả năng mà buông bỏ, cái khả năng mà buông xả đó, nó được dùng là cái ví dụ chỉ xa cả. Nếu một người mà muốn sanh vào cõi chư thiên, sanh vào cõi thiên, mà lại còn có một cái tâm vướng mắc cõi người, thì lúc đó người đó không có khả năng ra đi, ra đi mà không có cam lòng. Và do vậy cái yếu tố thứ tư ở đây gọi là cha cá là xả tài hay khả năng san sẻ, là một người có đủ cái lực để buông cái gì mà mình có. Rồi sau cùng thứ vị là tuệ lần pháp thứ năm. Ở đây nếu mà chúng ta mới nghe thì thấy cảm tưởng giống như tương đồng với chữ văn. Chữ văn như chúng ta nói là cái kiến văn, hay là đa văn quảng kiến, hay là một người có tri kiến, một cái tri kiến tốt. Nhưng mà thật ra hai chữ rất là khác nhau. Đối với kinh Phật thì cái văn đó, nó cũng là một trí tuệ, nhưng mà thuộc về văn huệ hay là trí văn. Và cái tuệ ở đây thuộc về tu huệ hay là tu huệ, là thuộc về sơ giải, tức là cái khả năng thẩm định, lượng định, đánh giá, và nói cách là bén nhạy, khéo léo. Khi chúng ta làm việc gì mà đạt đến chỗ tinh luyện ấy, thì nó luôn luôn đòi hỏi cái khéo. Cái khéo đó không phải là một cái bản năng, mà cái khéo đó nó là một sự bén. Có nhiều người thú vị, họ làm một công việc rất là lâu, nhưng mà cái lâu đó nó không có khiến cho người ta được bén nhạy, được thành thạo và được giỏi tay. Nên người ta có cách, người ta gọi là tự thay khiêu, là những cái trí thông minh của con người. Có dịp thì chúng ta sẽ nói về cái chữ IQ này theo cái quan điểm, từ cái quan điểm của đạo Phật. Chúng ta chỉ nói một điều rằng người mà muốn trí thông minh của mình đó, thì hãy cho người đó làm một việc gì đó, cứ bắt đầu mình gọi là mới ngỡ, cứ bắt đầu mình cũng về, thì đa số ai chúng ta cũng giống nhau hết. Bước thứ ba, thứ tư thì những công việc đó còn những cái cũng cái mục đích đó, một người có trí tuệ ở trong vài bước thì họ bắt đầu nhận diện được cái hoàn cảnh, những công việc, những việc, những gì mình làm và những gì không phải làm, và hiểu biết được công việc của mình. Và đi trên vài bước thì giữa người có trí và người không có trí khác hẳn với nhau hoàn toàn. Thì cái trí tuệ ở đây là cái đủ cái sự bén nhạy để thấy biết. Giờ quý vị không nghe được thì quý vị còn nghỉ chờ một chút. Xin lỗi quý vị có nghe lời chưa? Chào mừng. Chúng ta trở lại với
cái trí tuệ. Thì thưa quý vị, một người mà thực sự bén nhạy đó là do kiến bằng, và đôi khi là không phải là kiến bằng. Nói như vậy nghe rất là mâu thuẫn. Ngày hôm nay đó, người ta đề cập đến là data hay là dữ kiện đó. Nó là một cái năng lực lớn của con người. Nhưng mà nói như vậy đó thì chúng ta phải cẩn thận. Một cái khả năng mà thu thập dữ kiện nó là một lẽ, nhưng mà cái khả năng tiêu hóa và sử dụng dữ kiện đó là một lẽ. Con người chúng ta thường bị một cái bệnh, đặc biệt với người học nhiều đó, là chúng ta trở thành con một sách. Có một sách ở đây là chuyện đông tây kim cổ, chuyện này chuyện khác, cái gì chúng ta cũng biết hết, nhưng mà cái sự ứng dụng thì chúng ta lại không giỏi. Bởi vì ở tại Mỹ này có rất nhiều trường hợp những người chủ không phải là người có bằng cấp cao, nhưng mà họ có trả tiền, họ thuê rất nhiều người vị tiến sĩ, những người có học vị cao về để làm công làm cho họ. Vì đơn giản là có một số đông họ học nhiều, nhưng mà cái học của họ nó chỉ là một sự thu thập. Họ nhớ, họ là một cái máy thâu, họ nhớ được nhiều, nhưng mà cái nhớ đó để đem ra ứng dụng đó là một chuyện khác. Bởi vì người ta thường ra hai thứ, một thứ là science, một cái là technology. Science là, và technology là kỹ thuật hay là công nghệ. Nếu nói về khoa học đó, thì hầu hết các trường ở trên thế giới, các quốc gia đều học hết. Như là chúng ta học vật lý, học về nguyên tử, học về hạt tâm, học về những bài toán về lượng tử chẳng hạn. Nhưng mà mình học về nguyên tử, về hạt tâm một lẽ, biết về lý thuyết là một lẽ, nhưng để có thể chế ra một cái máy tàu hàng không mẫu hạm chạy bằng nguyên tử, hay là chế ra một quả bom nguyên tử, đó là một chuyện khác. Thật ra về khoa học thì hầu như là các quốc gia, các hệ thống giáo dục đó, họ chia sẻ với nhau rất là nhiều, nhưng mà rồi về cái kỹ thuật đó, họ không có chia sẻ với nhau. Làm sao để từ cái lý thuyết dẫn đến thực hành, dẫn đến ứng dụng và đưa vào trong thị trường, thì đó là một cái bí quyết riêng của mỗi quốc gia, mỗi công ty. Thí dụ là về kiến văn, ba cái gì là khoa học và tuệ, giống như là kỹ thuật hay là sự ứng dụng một cách thiện xảo, một cách lời lạc, một cách khéo léo trong cuộc sống của chúng ta. Thì ở đây không có ai ở trong cuộc sống mà đơn thuần là mình học nhiều, mình biết nhiều, mình đem ra mình áp dụng liền. Ngoài những người họ rất là lợi căn, họ rất là có căn bản, rất khéo, họ chỉ nghe thoát cái thứ. Ví dụ như có những người họ rất giỏi nấu ăn, họ nhà hàng ăn một món ngon, thì họ chỉ nếm các món ngon, họ biết rằng ở trong đó có những nguyên liệu gì, và thậm chí họ nghĩ họ có thể trở về họ nấu lại như vậy. Nhưng những người đó rất là lợi căn, rất là thông minh. Còn ngoài ra thì quý vị, nhiều khi mình nghe, mình thu thập, nghe người ta nói như vậy, ví dụ như mình đọc một công thức nấu ăn, hay là nghe ai đó giới thiệu mình đem về nấu 5 lần 7 lần mới đạt đến chỗ gọi là tinh diệu, đạt ở cái chỗ gọi là nấu ngon, nấu cái chuyện nó tốt hơn. Rồi ban đầu thì chúng ta phải trải qua cái thực tập. Thì điều mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là cái văn ngát đó là một cái sự thu thập dữ kiện ở bên ngoài, nhưng mà chính cái tuệ đó, cái trí của mình, nó mới là khả năng ứng dụng, mà ứng dụng một cách thiện xảo, ứng dụng một cách lợi. Thì ở đây cái tuệ chỉ cho cái khéo. Bây giờ chúng ta trở lại năm pháp đề này, thì sau khi pháp đề đó thì chúng ta đề cập đến ba cái
ba cái tương lai, và ba cái tương lai mà một người có thể hướng đến. Trong bài kinh này như chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài chia ra, Ngài phân ra nhiều đoạn khác nhau. Có những người có cái ước nguyện tái sanh trong cõi nhân loại. Trong cõi nhân loại thì với tính, với giới, với văn, với thí và với tuệ thì người này có những cái nền tảng để cho ước nguyện thành tựu. Như ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng có những người mà sanh ra là một cái ở trong cái giai cấp cao các đến định và lắm môn xa vân vân, thì họ có thể thành tựu như vậy. Nếu một người muốn sanh vào là một người như thế trong xã hội, họ được sanh như vậy. Thật ra có hai điểm mà chúng ta nên lưu ý này. Thứ nhất là trái ngược với nhiều niềm tin của nhiều Phật tử, những người Phật tử thường có nhiều khi họ nghĩ đến cái chuyện là mình chết đi mình nên nguyện sanh về một cảnh giới nào đó. Nhưng mà ít có người hiểu được rằng trong cái kinh điển Phật pháp thực sự đó, thì trong các cái cảnh giới đó, cảnh giới mà có người sống mà có nhiều cái cơ hội để tu tập, có nhiều cái cơ hội để cải thiện cuộc sống, có nhiều cái cơ hội để chứng đắc đạo quả, chính là mỗi người. Nói như vậy thì chúng ta nghe cũng hơi vô lý, là bởi vì có nhiều khi mình sống làm người chán quá, giống như Khuyến Công Tử nói rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, hay là con người trong cái lý tưởng người tôn giáo muốn sanh về một cõi như là cõi thiên đàng hay cực lạc hay một nơi nào đó xa xôi. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái cõi ngũ trược ác thế thì nó đã quá đủ, nó quá nhàm chán. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ ở trong kinh đó thì thật ra một cái cõi mà có vui có khổ và con người có nhiều cái cơ hội để vun công bồi đức để phát triển thì chính là cõi người. Và thậm chí chư vị Bồ Tát trong thời gian trao dồi ba la mật hạnh để mà giác ngộ giải thoát thì các người các ngài thường sanh vào cõi người và để tiếp tục như vậy, hơn là sanh vào các cái các cảnh giới, nhất là cảnh giới phạm mà sống vô quá thọ mạng, giống như mình gọi là phí thời gian vậy, như những cõi trời phi tưởng vậy, rất là lâu. Vì vậy sanh vào cõi người là một cái điểm cảnh giới và ở đó có cái cơ hội để làm những cái việc phước đức. Thứ tưởng tượng là chúng ta sanh vào nơi quá khổ, trường hợp như mình ở đây đôi khi mà tất cả mọi người cũng đều sống trong trại tị nạn hết, nhưng mình cũng sống trong trại tị nạn mà người khác sống trại tị nạn, mình có muốn giúp người khác mình cũng không giúp được. Chúng tôi nhớ có những tháng mà chúng tôi sống ở trại tị nạn, mọi người giống nhau, lương thực cao quỷ tị nạn họ bắt giống nhau, và cái khả năng để giúp đỡ nhau không như của ai nấy xài thôi. Thì chúng sanh vào cõi khổ thì khó tu lắm, thì khó tạo phước. Nhưng mà ngược lại sanh vào cõi mà sung sướng quá như các cõi trời thì chung quanh mình không ai khổ hết. Nếu gọi là khổ thì không gọi cõi trời được. Thì ở trong kinh nói rằng cái cõi thích hợp để tu tập đó là cõi người. Và một điểm thứ hai mà liên quan đến cõi người đó, nếu mà chúng ở trong Tây Mục mà nói về Nakula Pita và Nakula Mata đó, thì Đức Phật Ngài có dạy rằng mà Nakula Pita, Nakula Mata đó, có một thưa Đức Phật, bạch với Đức Phật là hai người không phải chỉ muốn là vợ chồng trong kiếp này mà còn là mong muốn là vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp sau, mãi mãi về sau. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng điều đó có thể thực hiện nếu người đó có năm yếu tố giống như chúng ta vừa nói, đó là giới, là văn, là thí, là tuệ. Thì như vậy trong cái sự hợp lực tương tác nó cũng xảy ra ở cõi nhân loại. Và một cái kết hợp của duyên vợ chồng mà để có thể cùng đồng hành, cùng sống, cùng đi tới, cùng thành tựu những nguyện vọng thì nó chỉ ở trong cõi người. Và ở trong những cõi khác thì điều đó gần như nó rất là mơ hồ, không có rõ ràng. Thật ra trong phần đầu Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người mà muốn sanh vào trong cõi nhân loại, cái chữ
nhân loại mà đúng nghĩa nhân loại mà chúng tôi gọi Sattva-purusha là chân nhân, con người đúng nghĩa là con người đó, có nghĩa là chúng sanh biết cải thiện cuộc sống. Dạ, nó khác hơn con vật như con chó thì nó sanh ra đó, đói thì nó ăn, nó thấy người lạ nó sủa, cái khả năng cải thiện cuộc sống không có nhiều. Chư thiên phạm thiên cũng không có khả năng cải thiện cuộc sống nhiều, nên chi ở đây cái cõi mà gọi là có khả năng thay đổi, chuyển hóa, cải thiện cuộc sống đó là cõi người. Dù ở trên bất cứ một cái dạng thức nào của người thì nó vẫn có nhiều điều tốt. Và nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh thì cõi người là một cõi khả cầu, mặc dù nó thua kém hơn cảnh giới khác. Chúng tôi lấy ví dụ là người trong chúng ta mong muốn sanh lầm vào trong gia đình hoàng tộc hình giàu có, nhưng mà nếu chúng ta hiểu cho biết cho kỹ cuộc sống đó, mình sanh ra đời trong gia đình mà hoàng gia đó, mình khó làm bị gì khác lắm. Quý vị thấy trong gia đình hoàng gia Anh chẳng hạn, sanh ra làm hoàng tử thì đi theo cái nếp đó, khuôn đó, nếu nghĩ cho kỹ nhất thì thật sự nó hạnh phúc bằng một người bình thường đó. Và ở trong một gia đình quá giàu có đôi khi họ không có cơ hội để học hỏi, họ để phấn đấu và cảm thông giống như một người sống cuộc sống bình thường. Và trong các cõi thì phải nói rằng cõi nhân loại đó có vui có khổ, nhưng mà khả năng chuyển hóa, khả năng cải thiện thì nó có nhiều hơn. Thì Đức Phật kể dạy rằng một người mà muốn sanh lợi vào trong cõi người cũng phải có đủ năm cái yếu tố, đó là tính, giới, văn, thí và tuệ. Bây giờ chúng ta muốn nói hai cái cõi tiếp theo là cõi trời dục giới và cõi phạm thiên. Ở chữ nghĩa mà chúng ta thường gọi đó thì những vị trời ở trong giới chúng ta gọi là chư thiên, và ở trong cõi trời sắc giới, vô sắc giới, trong ba cõi đó thì chúng ta trong cõi sắc giới chúng ta gọi là phạm thiên. Cái sự phân biệt giữa những vị thiên người Devata ở đây đó là những vị này sinh ra do phước, và những vị Brahma hay là Brahma, người đang đọc Brahma hay thực là phạm thiên. Chữ phạm đó là âm chữ Brahm, chữ Brahm mà ra. Cái chữ Brahm mà âm là phạm có nghĩa là thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây nghĩa là thiền định. Cái khác biệt giữa chúng sanh mà sanh trong cõi dục và trong cõi sắc giới, vô sắc giới đó là chúng sanh trong cõi dục giới đó, vì sanh sống bằng sống với thị giác, tính giác, khứu giác, xúc giác đó. Những chúng sanh này bị năm cái nhược điểm mà khác với những chúng sanh sanh trong cõi thiền sắc giới, vô sắc giới. Năm nhược điểm đó chúng ta gọi là sự dính mắt, nghĩa là thấy cái gì đẹp, cái gì ngon thì mình bị cột lại đó, rồi dính mắt. Hay là sự sân hận, là nếu có cái gì vừa ý mình dính mắt, mà cái gì không thì mình buồn phiền, gọi là sân hận. Và thứ ba đó, là tại vì mình sống, mình dùng cái thân nhiều quá, giống như bộ máy mà xài nhiều quá đó, chúng ta bị tình trạng gọi là hôn thủy, tức là hôn trầm và thủy miên. Mình làm việc gì dù cơ thể mình khỏe tới đâu đi nữa nhưng nó cũng cần nghỉ ngơi, và trong sự nghỉ ngơi đó thì nó sẽ cho hôn trầm và thủy miên. Thì cái thường á nó chỉ là chữ buồn ngủ hay là một chút uể oải, nhưng mà nếu không khéo thì cái hôn trầm thủy miên này nó sẽ biến chúng ta trở thành lười biếng, và lười biếng trở nên ham ngủ, nó cũng là một thứ phiền não lớn. Và điều thứ ba gọi là trạo hối. Chữ trạo hối đi, nó là cái nghĩa của hai thứ gọi là trạo cử và hối quá. Trạo cử là sự dao động, cái chữ trạo cử ở đây thì nó cũng chúng ta có hai chữ mà thường trong kinh sẽ giống nhau là chữ phóng dật và chữ trạo cử, đều là gọi là cái nghĩa dụ. Dụ ở đây là chữ phóng dật, dụ phóng là ném, dật là tung, và giống như một đống tro mà mình lấy cục đất mình chọi vào nó tung tóe lên, cái đó gọi là phóng dật. Thì chữ phóng dật nghĩa là dao động, và trạo cử tức là cái mái chèo. Chữ trạo cử tức là cử động mái chèo. Mái chèo cử động thì nước nó cũng bị dao động. Thành ra cái chữ trạo cử hay phóng dật ở đây cái nghĩa chúng ta hiểu là dao động. Hối quá, hối quá đây là cái tiếc nuối. Tiếc nuối mà mình
mình thấy cái đó tốt mình mua không được mình tiếc, mình thấy nó tốt mình không làm được mình tiếc, mình thấy giả sử như là người ta đi nghỉ hè được, mình không tiền đi nghỉ hè được mình tiếc, thì cái chuyện tiếc nuối đó nó là một sự hối quá. Thì cái kế mà gọi là trạo hối là nó gồm cả hai cái yếu tố là trạo cử và hối quá, tức là và tiếc nuối. Cái thứ năm đó, đó là hoài nghi hay là sự lưỡng lự. Thì cái hoài nghi này nó vốn là điều tự nhiên trong cõi dục giới, là bởi vì nó không có cái tâm khẳng định, nó không có cái tâm mà quyết đoán được ở trong sự vật. Giống như trường hợp một người mà họ không giỏi về ăn uống, họ vào trong ngồi bàn ăn, họ lật cái thực đơn ra, họ lật qua lật lại, họ lừa tới, mình không biết ăn cái gì, là trạng thái lưỡng lự. Hay là hoặc giả là một người không có rành đường, họ đi đến một cái nơi nào đó, họ vừa lái xe mà không biết trên quẹo trái quẹo phải, đi ngã này hay ngã kia. Và ở tại Mỹ thì có rất nhiều trường hợp là những cái ngã rẽ đó, họ hay để những cái thùng chặn ở giữa, bởi vì nhiều người họ hay đụng vào ở giữa. Là lý do tại sao vậy? Họ không có quyết định được là họ quẹo trái hay quẹo phải, rẽ bên này hay chạy bên kia. Thì nó có trạng thái gọi là tham dục, sân hận, hôn thùy, trạo hối và hoài nghi, đó là năm cái bản chất tự nhiên của chúng sanh ở trong cõi dục, dù là sanh làm các vị chư thiên, là tứ thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu xuất, hóa lạc, tha hóa, tự tại, tất cả đều chi phối bởi năm thứ này. Thì năm thứ này như chúng ta đã được nói những lần trước, đó là nó được đối trị bởi năm cái chi phần là tầm, tứ, thị, lạc và ví dụ như là tham, nghĩa là sự vọng móng, thì định là sự an trụ. Hai cái pháp đó, nó đối lập với nhau. Hay là hỷ, nó đối lập với tâm sân. Sân á, là một cái trạng thái bực bội, không biết những điều cháy kịch lòng. Nhưng mà hỷ á, là sự hân hoan, hân hoan nội tại đó, thì nó khóa giải sự bực bội ở bên ngoài. Thì năm chi phần tầm tứ hỷ lạc định á, là nó đối lập với năm cái pháp cái mà hồi nãy chúng tôi vừa đề cập. Thì đặc biệt là cái sự khác biệt giữa chư thiên dục giới và các phạm thiên của sắc giới, vô sắc giới, là các vị phạm thiên sắc giới, vô sắc giới, các vị sống bằng thiền định, nên chi các vị không có bị bởi năm cái pháp mà chúng ta gọi pháp niwara đó, hay là năm pháp ngăn ngại. Giờ năm pháp ngăn ngại vừa đề cập. Ở trong kinh thường là phạm thiên, phạm thiên để chỉ cho những chúng sanh, nhưng mà cái chữ chung trong chữ chúng ta gọi là các vị thiên dục giới và các vị thiên sắc giới, vô sắc, các vị trời dục giới, các vị thế. Nhưng chúng ta nhớ rằng các cái vị trời dục giới đó là sanh ra do phước, như là gọi tứ thiên vương, đạo lợi, đấu xuất, đạo giờ ma, đấu xuất, tha hóa, khóa lạc thiên. Dịp thì chúng ta sẽ đi trở lại tại sao có các cõi đó và có cái nhân các cõi sáu cõi trời dục giới đó. Nhưng mà ở đây thì trong cái khuôn thời lượng của buổi giảng chúng ta không có thể đi xa hơn được. Chúng ta đại khái nói rằng những vị thiên dục giới sanh ra thuần là do phước, và các vị phạm thiên, dù phạm thiên sắc giới hay vô sắc giới, sanh ra do phước để đành một thêm có cái năng lực của thiền định, do đó cái tâm của các vị nó thanh tịnh hơn, do đó chúng ta dùng chữ phạm thiên. Chữ phạm có nghĩa là thanh tịnh. Bây giờ rất là thú vị, trong bài kinh này Đức Phật ngài đề cập đến những cái cõi phạm thiên khác. Như chúng ta biết rằng cõi phạm thiên thì có phạm thiên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Cõi phạm thiên thì có những cõi như là phạm chúng thiên hay là đại phạm thiên, vân vân. Mỗi cõi như vậy có ba tầng, nhưng mà riêng cõi phạm thiên sắc giới thì có cõi quảng quả, cõi vô tưởng, rồi bốn cõi ngũ tình cư và năm cõi ngũ tình cư, rồi cõi tứ thiền. Trở đây Đức Phật ngài có đọc thoáng qua những cái danh gọi các cái cõi đó, nhưng mà ngài dùng với cái khả năng gọi là khả năng biến, khả năng biến mạng. Chứ biến mạng ở đây
được hiểu là cái khả năng thể nhập, cái khả năng thể nhập thì cái cảnh giới chúng ta nó càng lớn. Và đôi khi cuộc sống của chúng ta, một con người nó hẹp lòng, hẹp dạ, thì cái thế giới chúng ta nhỏ đi. Thật ra thưa quý vị, căn bản mà nói thì con người sống thì đơn thuần là mình có căn nhà, có cái giường mình ngủ. Cái giường không lớn, cái căn nhà không lớn, cái thân mình nó cũng không lớn, thân mình dài một sải tay thôi. Nhưng mà một người sống thế giới rộng, thế giới hẹp, đó là do biến mạng của tâm. Ở đây chỉ có đề cập đến năm cái trạng thái biến mạng và năm trạng thái thể nhập. Chúng ta nói sơ năm cái trạng thái biến mạng thì chúng ta sẽ trở lại để tìm hiểu khác biệt giữa cái biến mạng. Cái sự biến mạng đầu tiên mà trong sớ giải thì cảm đến là sự biến mạng của tâm. Dạ, sự biến mạng của tâm, dùng cái tâm mình dùng cả thế giới này. Đôi khi là 100 thế giới, 500 thế giới, 1000 thế giới. Chúng tôi thấy đơn giản là đây là một sự biến mạng mang tính cách rất là chủ quan. Ví dụ như người làm thơ, họ sống hồn thơ, thì do họ sống bằng hồn thơ, do vậy họ thấy lá cũng, màu xanh của lá cũng là thơ, thấy sóng biển cũng là thơ, thấy đồng cỏ mênh mông cũng là thơ, thấy nắng sớm mưa chiều cũng là thơ. Thì như vậy cái hồn thơ họ nó biến mãn cả thế giới này. Và cái thế giới họ rất là rộng. Tại vì sao vậy? Tại vì cái hồn thơ nó hòa nhập vào trong thiên nhiên, thì họ dùng cả thế giới này bằng hồn thơ. Thật ra cái thế giới họ rất là rộng. Cái đó chúng ta gọi là sự biến mãn bằng gọi là biến mãn một cách chủ quan. Một cái biến mãn khác mà trong kinh gọi là biến mãn bằng kasina. Dạ, kasina ở đây ví dụ như một người họ niệm về được một đất nước lửa gió. Xin lỗi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Chúng tôi bị gián đoạn không còn nghe chúng tôi nói được không? Thưa quý vị, một cái khả năng đầu tiên mà trong sự biến mãn chúng ta gọi là sự biến mãn của tâm, đó là sự biến mãn. Thứ hai là biến mãn của kasina. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ở chúng tôi có một chiếc xe ben, chiếc xe ben Nissan NX 2500. Chiếc xe ben này nó cũng lạ lắm, thưa quý vị. Có nhiều người nói là không thấy xe ben này ở đâu, ít người xài lắm. Và phải nói một điều là trước khi mà chúng tôi mua chiếc xe ben đó thì chúng tôi cũng không có nghĩ là có nhiều người xài. Nhưng mà khi mà chúng tôi đã mua chiếc xe đó rồi và chúng tôi đã quen chiếc xe rồi, thì chúng tôi đi trên đường để ý thấy có rất nhiều người xài. Dạ, không phải có một mình. Nhưng mà khi mình chưa mua, chưa biết, mình không để ý, thì một chiếc xe chạy thoáng qua mình không có nghĩ. Dạ, không nghĩ là có người xài. Nhưng một khi mà mình đã quen chiếc xe rồi thì mình đi đường, mình hay thấy nhiều người xài xe đó. Thì thật ra không phải trước kia người ta không có xài, nhưng mà tại vì mình không để ý. Một khi mình để ý, mình sau đó mình sẽ thấy nhiều người xài. Thì cái sự biến mãn về kasina ở đây đồng nghĩa đó là một cái cảnh tượng, một đối tượng, hay là một cái vật thể, một cái cảnh mà nó trở thành nó là đối tượng của thiền định. Thì đôi khi chúng ta thấy cái cảnh đó nó ở khắp mọi nơi, nó khắp mọi nơi, đó là một sự biến mãn.
Dạ, đó là sự biến bản rất là đặc biệt ở trong đời sống. Cái này biến bản về Kasina. Và sự biến bản thứ ba đó, đó là một cái sự biến bản của thiên nhãn. Và biến bản thứ tư là biến bản quả đắng. Biến bản thứ ba về thiên nhãn này đó là một cái khả năng để thấy tất cả nhiều cái xa cảnh giới khác nhau. Ở đây chúng tôi lấy một cái ví dụ là ngày hôm nay người ta có đọc lên những cái viễn vọng kính để có thể thấy thế giới này, không phải là thấy qua mắt thường của chúng ta, mà thấy là do cái vipa, cái vipa của ánh sáng. Và những cái ánh sáng này, ngoài cái ánh sáng thông thường như chúng ta thấy bằng mắt ta hàng ngày, mình màu xanh, màu vàng, mình thấy con tàu, thấy chiếc xe, thì người ta có thấy cái gọi là x-ray, tức là x-quang, và thấy bằng ultraviolet, tức là thấy bằng tia cực tím. Thì thật phải là những điều này nó không có, nó không có. Nhưng mà cho đến khi mà chúng ta có được những cái viễn vọng kính như là Hubble hay viễn vọng kính Chandra đó, thì chúng ta mới có thể nhìn thấy thế giới này qua cái ánh sáng ultraviolet. Đó, mình nhìn thấy một thế giới khác đi. Chuyện này rất dài dòng mà. Để có thể thấy thế giới đó, một thế giới hoàn toàn khác, rộng lớn, thì người ta cần có cái Chandra chẳng hạn. Nếu không có Chandra thì chúng ta không có thấy được cái thế giới qua cái ultraviolet. Thì ở đây, tức là cái nhìn của cái sự biến bản do ánh sáng. Ánh sáng này nó giống như trong bình thường chúng ta là mình sống trong một cái căn nhà hay một thế giới, mà khi không có ánh sáng thì mình chỉ thấy của mình là cái ánh sáng được trang hòa, thì chúng ta cảm nhận rằng mình đang nằm ở trong một cái mênh mông, nào là có núi biển rộng sông dài, đó là do ánh sáng. Và trên phương diện chủ quan thì chư Phật và chư Phạm Thiên còn có cái năng lực, tức là tỏa cái hào quang ra, và tỏa hào quang để có thể thấy được. Về điểm này thì chúng ta cũng tạm thí dụ như là trong thế giới về radar đó, thì nó có phải là active và passive. Chúng ta nói radar chủ động và radar thụ động. Cái radar chủ động đó là người ta phát đi những cái tín hiệu, những cái vipa, và những cái tín hiệu này khi nó chạm một cái vật thể nào đó thì nó có cái sự phản hồi, và dựa trên sự phản hồi này người ta nhận biết được. Thì tăng mà thể nhập và bằng hào quang thì tương tự như là thể phát đi những cái vipa, và qua vipa đó người ta có thể biết được. Bây giờ thì hiện tượng này nó rất là quen thuộc, người ta có những cái vệ tinh mà đi những ánh sáng ở trên thượng tầng khí quyển để có thể biết được ở dưới mặt đất này chỗ nào là có mỏ vàng, mỏ bạc, vân vân. Thì ở đây, tại đây chúng ta trở lại với cái cảnh giới Phạm Thiên. Cái ưu việt của chư Phạm Thiên là cái khả năng thể nhập, mà ở đây khả năng biến bản. Cái khả năng thể nhập biến bản này nó tương tự như là trong những cái tháng ngày mà bị cách ly, có những người ngồi ở trong căn nhà thì họ cảm thấy bốn bức tường bị giam giữ, nhưng mà có những người họ ngồi ở trong một căn phòng cách ly nhưng mà họ còn lo toan chuyện nước, chuyện hóa, chuyện chính trị, chuyện từ thiện, chuyện thật. Mặc dù là họ sống trong một cái thế giới nó bị biệt lập, cái tâm tư họ nó vẫn với thế giới ở bên. Về điểm này thì nó hơi khó hiểu một chút. Con người sống, cái chiều kích cuộc sống chúng ta không có bình thường. Có những người có cái chiều kích rất là hẹp, và họ chỉ biết đó là cái sân, họ chỉ biết là lũy tre làng, họ chỉ biết cái chuyện miếng cơm manh áo. Nhưng mà có những người đó họ lại có cái đâm tâm của họ để hòa nhập ở trong những cái thế rộng hơn. Dạ, rộng hơn, có khi cả làng, có khi cả một vùng đất, có khi cả một đất nước, có khi cả nhân loại. Mà cái tâm biến bản càng rộng đó
cái thế giới đó càng rộng, cái tâm thái người đó lại khác đi. Do vậy cái khác biệt giữa dục giới chúng ta đó, chúng ta không có sống bằng cái sắc đế nhiều, mà chúng ta bằng cái thô. Càng thô á, thì nó là càng giới hạn, mà càng tế thì càng vi tế thì nó càng lan xa lan rộng. Thì cái vi tế nhất của vật thể đó là ánh sáng. Ánh sáng đi rất xa rất nhanh, có khi chúng ta nói là phi hành trên hư không, sống với hào quang chẳng hạn, và hào quang vô lượng, thì càng là một cái trạng thái vật thể lớn nhất. Và dĩ nhiên là nói đông thì cái khả năng biến mạng là vô cùng. Một người có thể bằng cái tâm rất là rộng, họ không cảm thấy bị tồi túng. Một người có cái tâm rất là rộng, họ có thể cảm nhận một thế giới này khác với một người bình thường. Thực ra thì chúng ta không thể dùng hết cái ngôn ngữ đi khả năng biến mãn của chư vị phạm thiên, tại vì các vị biến mãn là do cái năng lực của thiền định, chứ nó giản là nó không đơn giản là mình ngồi đó mình tưởng tượng. Cái tưởng tượng nó khác với sự thể nhập. Dạ, nó tưởng tượng mình tạm gọi như vậy. Thưa quý vị, là bây giờ ở trong chùa có 300 người, có một buổi lễ khánh thành an vị một tượng Phật, cả 300 người rất hoan hỷ là ở chùa lại có cái tượng Phật, và cái niềm vui chung. Thì người nào mà họ có thể cảm nhận, có thể chia sẻ niềm vui chung đó, đó là mình thể nhập vào niềm vui chung. Còn có những gì mà ở trong khánh thành tượng Phật thì mình nghĩ đến là sao người ta khánh thành ta không nhắc tên mình, hay là tại sao mà mình bữa nay người thì cúng ít, người cúng nhiều, mình hoan hỷ không hoan hỷ, vân vân. Thì cái tâm họ nó không có hòa, không có hòa điệu với tất cả, nó không thể nhập tất cả. Nó là một thí dụ, là trong muôn ngàn cái thí dụ, là cái cuộc sống mình rộng hay hẹp là do cái khả năng biến mãn của mình thôi. Và một là quan trọng sau cùng của bài kinh ngày hôm nay là khi Ngài dạy về cái nguyện vọng được năm cái pháp tính giới, thả trí tuệ là một cái lực tự viên mãn đó. Thì Ngài cũng nói rằng ngay cả với một người mà đã mong mỏi cái đã lành rồi, mỏi mà không có sanh tử, mong mỏi chấm dứt sanh tử, đạt được hoàn toàn giải thoát, gọi là lậu tịnh, thì người đó cũng cần cái năm pháp này. Đọc cho kỹ thì Đức Phật Ngài giảng như vậy. Thì tại đây mình nên hiểu rằng năm pháp này giống như là mình có chiếc xe. Dạ, có chiếc xe thì chiếc xe nó không chạy đơn thuần là do bánh xe hay do tay lái, do hộp số. Nó là một sự vật của một cái bộ máy, nó có nhiều cơ phận. Thì mỗi một pháp này ở đây nó giúp cho cái miệng của chúng ta đi đến. Thì thưa quý vị, vài lần Đức Phật Ngài đề cập đến bốn cái pháp mà người gọi là tứ thần túc, là một người muốn thành tựu thiền định, thần thông, đạo quả thì cần có dục thần túc, là ý muốn phải đủ mạnh, và cần thần túc là cái, hay là sự tinh tấn phải có, tâm thần túc là cái tâm thái phải ở trong tình trạng tương thích hay thích, và thẩm thần túc là ở trong tình trạng trí tuệ. Thì riêng về cái năm pháp ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng thay vì nói dục thần túc, nói về cái đại nguyện, nói về cái sở nguyện, thì Đức Phật nói cứ ước muốn thọ sanh và ước muốn không thọ sanh. Dạ, ở đây nghĩa là cái ước muốn thành tựu đó, thì cả năm ước muốn này nó đều cần những cái yếu tố, thí dụ như là mình đủ cái lòng tin, đủ cái tâm thái thích hợp tương ứng để mà tạo thành, và đầy đủ sự sáng suốt để có được cái khéo mà chúng ta đạt đến. Mặc là Đức Phật Ngài không có khuyến khích luân hồi sanh tử, Ngài nhấn mạnh rõ là kiếp luân hồi nó có nhiều cái vô định. Tuy nhiên nếu một người mà biết sống và khéo sống, có thể đạt đến những cảnh giới mà mình muốn tái sanh. Không ai mà bảo đảm chúng ta là qua bên Mỹ mà trở thành giàu có hết. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa sự giàu có nó là một cái ngẫu nhiên, nó là một cái chuyện tình cờ. Mà
có một số vị họ có những cái tố chất và những cái tố chất giúp cho họ có những cái sáng kiến, kiên trì với sáng kiến và làm tốt những sáng kiến đó, rồi cuối cùng họ giàu có nhờ sáng kiến đó. Thì ở tại đây chúng ta gọi là những cái tố chất thành tựu cái ước nguyện. Phật giáo Bắc truyền mà về Tịnh Độ Tông có đề cập đến ba cái yếu tính là tính, hạnh và nguyện. Dạ, tức là tinh phải cho sâu, dạ, rồi cái hạnh là duyên, và cái nguyện là cái phát nguyện phải tha thiết. Thì ở trong mặt nào đó đó thì năm pháp này nó cũng có một phần nào đó cái tính hạnh nguyện đó. Nhưng mà ở đây chúng ta phải nói rõ hơn một điều rằng khi mà Đức Phật đề cập đến việc tái sanh ở trong các cái cõi lạc và ngay cả chuyện chấm dứt sinh tử thì nó đều cần đến những cái tố chất, mà năm cái tố chất này được thể hiện ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nên đối với một người Phật tử, sự phát nguyện đơn thuần không đủ, mà sự phát nguyện đó phải đi với những tố chất, và chúng ta cần hiểu rõ những tố chất này. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay tại đây về kinh Hàng Sanh. Đúng rồi, về kinh này chúng ta nhìn là cái nguyện vọng hay là cái ước muốn tái sanh. Dạ, ước muốn tái sanh thì của cái kinh Hành Sanh là như vậy. Biết thì bên thưa tôi thì siêu không biết từ tỏ có còn ở trước máy không. Từ tỏ từ siêu đang có mặt trước máy, xin thỉnh từ tỏ hoan hỷ vài lời trước khi chọn câu nghiệp. Dạ, kính thỉnh từ tỏ từ siêu. Nam mô Bụt Thầy. Xin lưu ý cô tu nữ Tự Duyên khi cô nghe pháp, xem pháp cẩn thận để chúng ta ghi nhận cho nó tốt. Cô nói rằng cô động lại bài pháp hôm nay có năm pháp tính tấn địa định tuệ, đó là sai rồi cô. Bài pháp không phải là cô đó năm tính tấn địa định tuệ của quyền ngũ lực đâu, mà ở đây năm pháp là tố chất của cứ ước nguyện thành tựu. Năm tố chất đó là tính, giới, văn, thí, tuệ. Tính, giới, văn, thí, tuệ. Đọc kỹ lại cái bài học một chút xíu. Năm pháp này vẫn thường được Đức Phật là thuyết ở các chỗ khác: tính, giới, văn, thí, tuệ. Một cái đoạn đầu như vậy tôi nghe đó, cho đến lúc mà Đức Phật ngày đây, các tỳ kheo ấy vẫn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói ở đây này, các tỳ kheo, vì tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vì ấy suy nghĩ như sau, mong rằng sau khi tân nguyện chúng ta sẽ cộng trú trong đại gia tộc Sắc Đế Liên, vân vân. Thì như vậy rõ ràng là ở đây chúng ta nói cũng bài pháp này, bài này là năm cái tố chất giúp cho nguyện vọng được thành tựu là tinh, giới, văn, thí, tuệ.
Chúng tôi nhắc lại một lần nữa để cho các vị Phật tử chúng ta chú ý. Chứ phải nghe nó năm pháp rồi chúng ta cứ là tính định tuệ. Như vậy sai cái văn, sai cái bạch văn. Tính là giới là si, văn là xúc tác, thí là chân, tuệ là bay nha. Và kính thưa quý vị, trong khi chờ đợi tưởng tượng cho sẵn, soạn các cái câu thảo luận, thì chúng tôi cũng có vài lời chúng tôi cũng rất là cảm kích và thán phục Thượng Tọa Giác Đẳng. Suốt trong thời gian dài trong lớp học của chúng ta, mỗi khi mà Thượng Tọa giảng văn, Thượng Tọa còn phải soạn các cái câu thảo luận trắc nghiệm, chứ không có được nghỉ ngơi. Vì vậy cho nên những lúc Thượng Tọa giảng bài xong, khi Thượng Tọa mời chúng tôi sẽ cố gắng để trong giây lát, để trong thời gian chờ đợi. Kính thưa quý vị, mặc dù Đức Phật khuyến khích chúng ta tu tập có cái nguyện vọng, có cái ước nguyện để sanh cõi hay là sanh làm chư thiên, làm phẩm thiên, bởi vì trong Tăng Chi Bộ Kinh nói về pháp bảy chia, Đức Thế Tôn ngài cũng có nhắc một vị tỳ kheo không có vi phạm vào những điều giới, nhưng mà khi vị tỳ kheo tu tập có rằng mong nhờ phẩm hạnh này ta sẽ được sanh làm chư thiên, là một nhân. Như vậy này Bà La Môn, đây được gọi là phẩm hạnh bị bể, phẩm hạnh bị tỳ vết đớn. Cho nên ở đây đọc kinh này, chúng ta đừng nghĩ rằng là Đức Phật này muốn khuyến khích cho các vị tỳ kheo có nguyện ước tái sanh khi mà có thành tựu được năm cái pháp, yêu tâm cái pháp tố chất là giới, văn, thí, tuệ. Ở đây Đức Phật ngài nói rõ trong cái đoạn cuối, là khi mà vị tỳ kheo thành tựu được năm cái pháp đó, thì
các tỳ kheo, vị tỳ kheo đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy suy nghĩ mong rằng với sự động các lục hoặc, với thắng trí ta chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát và tệ dựa giải thoát vô lậu. Thì đây sẽ đoạn trừ được các lậu hoặc với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại với tâm giải thoát và tự giải thoát vô lậu. Thì ở đây đó, ta phải hiểu mục đích của bài là Đức Phật Ngài muốn nhất mạnh ở chỗ là một vị tỳ kheo thành tựu năm cái tố chất, năm cái yếu pháp, tính với văn thí tuệ sẽ làm cho ước nguyện giải thoát của vị đó được thành tựu. Và Đức Phật Ngài cũng nói thêm để Ngài khẳng định rằng năm cái tố chất này luôn luôn là cái pháp trợ duyên hữu hiệu cho cái nguyện vọng. Bằng chứng như là người mà thành tựu được năm cái tố chất này, nếu mà người đó có ước nguyện sanh làm người, làm chư thiên hay là vọng thiên, sắc giới, vọng thiên vô sắc giới, thời sẽ được thành tựu như ước nguyện. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu lời nói này của Đức Thế Tôn là Ngài đã nói lên một cái sự kiện có thật xảy ra như vậy, chứ không phải là Ngài khuyến khích các vị hãy khuyến khích các đệ tử khi thành tựu năm cái điều này rồi hãy ước nguyện để sanh làm chư thiên phạm thiên, hay là sanh cõi người làm một vị sắc đế lị, một vị lâm môn giàu có vân vân. Không phải như vậy. Đây là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Và bây giờ thì đã thấy Thượng Tọa Giáo Tẳng soạn xong câu thiền số 1. Kính thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ cái chừng Thượng Tọa Thầy Siêu. Mà Thượng Tọa Thầy Siêu đó, trước khi mà đi vào câu trách nhiệm số 1 đó, thì Thượng Tọa Khoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Sau câu Thượng Tọa Thầy Siêu thì chúng ta sẽ đi vào câu trách nhiệm số 1, thưa quý vị. Người ta có nói một điều rằng không phải mình muốn là được, nhưng mà đa phần không muốn thì không được. Tức là ở trong đời này những điều mà thành tựu thì nó phải đi với ý muốn như vậy không? Đặc biệt là trong bài kinh này. Xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thưa quý vị, tùy theo trường hợp không phải chuyện gì đơn cũng là do cái sự muốn.
Vì nếu nó theo duyên hệ thì con sanh trưởng duyên, ở đây tức là dục trưởng sanh ra thiếp tình. Có dục trưởng duyên, có pháp trưởng duyên, và dục là có sự ước muốn, có sự hoài bão. Những cái điều mà quan trọng thì phải có cái sự ước nguyện, phải có muốn. Khi mà người ta có tiền muốn làm thực hiện một việc lớn thì người ta ước muốn sẽ một cái ngôi nhà, tặng cho mình một cái miếng đất, cất nhà để ở, thì phải có một cái sự ước, có sự mong mỏi mới thực hiện được. Bởi vì cái chuyện đó là chuyện lớn. Còn những cái chuyện nhỏ, thí dụ như chúng ta có chúng ta đi ra, chúng ta ngồi ăn đó, thì có đôi khi không cần phải có cái ước muốn lớn lao. Thưa quý vị, đi đến cái hàng quán vào buổi sáng, bữa ăn điểm tâm, một tô hủ tiếu, một tô phở chẳng hạn, thì mình chỉ dịp ra ngồi đó, chỗ mà người ta bán phở bán hủ tiếu, thì cái người bán có thực khách đến ngồi thì họ sẽ làm cho mình một tô và họ bưng ra cho mình. Cái chuyện đó là chúng ta khỏi cần phải có sự ước muốn. Cho nên cái chuyện lớn, cái đó nó còn tùy thuộc vào cái chuyện quan trọng hay là không quan trọng, chúng ta mới có, mới nói là cái sự ước muốn. Ở đây trong bài kinh Đức Phật Ngài nói đến năm cái tố chất để giúp cho cái ước nguyện được thành tựu như ý, thì những chuyện này là cái chuyện lớn chứ không phải là chuyện bình thường. Thí dụ như khi mà chúng ta có sẵn, tức là chúng ta thành tựu được những cái thiện pháp như là đức tin, giới hạnh, đa văn, xã tài, tức là thí và trí tuệ, thì khi mà chúng ta có sẵn năm pháp đó rồi thì lúc bây giờ chúng ta ước nguyện thì nó sẽ được thành tựu. Cũng giống như khi mà chúng ta có tiền thì chúng ta ước nguyện là cái gì nó sẽ thành tựu. Nhưng mà có tiền nguyện làm cái chuyện lớn lao chứ, chúng ta mới vừa trúng số đắc, có tiền bạc tỷ ở trong tay, chúng ta đâu có cần gì phải ước nguyện với cái số tiền bạc tỷ này ta sẽ mua được ổ bánh mì, đâu có cần thiết gì. Cái chuyện mà mua ổ bánh mì quá nhỏ, cái chuyện đó không cần phải ước
Cho nên chúng ta có được năm cái tố chất này, năm cái pháp hảo này, thì chúng ta ước nguyện một cái sự tăng ở cảnh giới tốt đẹp, nó sẽ được thành tựu. Và quan trọng nhất là khi thành tựu được tâm tố chất này thì chúng ta ước nguyện được giải, ước nguyện đạt được cái sự giải thoát, đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, thì nó sẽ được thành tựu. Nói như vậy có nghĩa là trong cái chuyện này không muốn là không được, mà dù cho chúng ta có muốn đi nữa mà chúng ta không có được năm cái tố chất này thì cũng không được, không xong. Vì sao? Đức Phật này có ví dụ về người họ muốn có đầu bè để ăn, cái họ lấy cái hạt mè họ đem phơi cho khô rồi họ ép, họ xay, họ lấy trong cá rồi họ đem ép dầu, họ đúng theo cái nguyên tắc, cái công thức, cái phương pháp như vậy thì tự khắc họ sẽ có dầu mè ăn, dầu muốn hay là không muốn, nhưng họ làm đúng nguyên tắc được. Còn như một người họ muốn có dầu mè nhưng mà họ biết, do đó cho nên họ đem một số cát, cát sỏi họ bỏ vào, họ đâm nhuyễn hay nhuyễn ra rồi họ ép dầu cho họ có ước muốn họ cũng không thành tựu. Cho nên ở đây, ở đời người ta nói rằng là hãy muốn là được. Cái câu nói đó chỉ là nói đúng ở chứ không phải là qua. Ở trong Phật pháp, chính Đức Phật ngài đã thuyết giảng về cái bài kinh ví dụ một người lấy, biết phương pháp lấy sữa, biết phương pháp ép dầu, hay là một máy mà nó biết cách để ấp trứng, làm đúng phương pháp dầu cho muốn hay là không muốn thì nó vẫn thành tựu. Cái quan trọng nhất là chúng ta có làm đúng phương pháp hay không. Còn cái chuyện mà chúng ta ước muốn đó là cái chuyện đó Đức Phật ngài đặt, nếu như người đó muốn thì nó sẽ được thành tựu như vậy, còn nếu không thì cứ sau khi chứng đắc thiền thì tự cái tâm thiền đó nó trở thành phúc hạnh hay là bất đạo hạnh để mà đưa đến thức tái sanh là ở cảnh giới phạm thiền, chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như vậy, xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trường thượng tọa thượng siêu tọa tự quyền các thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa tự quyền có mặt ở trước, xin thỉnh thượng tọa khoan hỷ trả lời cho câu cho đáp nghiệm số 1. Dường như thừa đạo tự quyền không có bằng từ và thấy thừa đạo tự quyền, mời quý vị trả lời cho câu thảo luận số 1. Câu trách nhiệm số 1 là câu nào sẽ nên được xem là Phật pháp? A. Có những chúng sanh tái sanh do phước báo
đã tạo, không có ước nguyện. Tức là tái sanh là do phước thôi, nhưng mà không có, họ làm việc lành chứ không có quyền cái gì hết. B là có những chúng sanh tái sanh do phước báo dẫn đạo bởi ước. Và xin thỉnh thưa đạo tổ sư đi nghỉ. C là có những chúng sanh tái sanh không do phước cũng không do ước nguyện. D là cả ba trường hợp trên đều có. Mời quý lời và kính thỉnh thưa đạo tổ quyền quan hỷ cho đáp án. Và xin thỉnh đạo tổ sư. Dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ con kính lễ đến Tổ Giác Đắng, Trường Tòa Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông đại thần của Pháp Tân, để Đức Phật Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào quý vị và quý tử. Dạ con trắc nghiệm hỏi rằng, nào sau đây hợp lý với Phật Pháp A? Có những chúng sinh, có những chúng sanh tái sanh do phước đã tạo mà không có ước nguyện gì, giống như bạn cũng có. Tức là mà thiện thì muốn thí sinh, rồi làm ác thì chịu có quả khổ, muốn thí thì có quả, tức là làm thiện, tâm thiện thiện, còn tâm ác thì quả ác. Đây là có đúng ý nghĩa Phật Pháp B, có những chúng sinh tái sanh do phước báo đã tạo bởi ước nguyện, thì đúng như vậy. Chẳng hạn như mình nguyện sanh về cõi trời, sanh về các cái cảnh giới do công đức phước báo này, y đăng bút tâm y, hoặc là quy nhân a sa quát, tức là hoặc là sukati, tức là cõi trời, trời gì đó, nếu chúng ta làm vua, làm người, làm gì là do ước nguyện của mình, có thể cũng vậy. Đây có trong kinh cũng có. Câu B này cũng đúng. C, có những chúng sinh tái sanh không do phước cũng không do ước nguyện. Đây tức là chúng ta phải hiểu là có những chúng sinh tái sanh không do cũng không do ước nguyện, tức là dĩ nhiên chẳng hạn như bây giờ là không phải do phước báo mà họ vốn, tức là nghiệp lành hưởng quả lành và nghiệp ác hưởng quả ác, thì họ cũng không có phải phước mà nâng đỡ họ chính họ, mà do cái nghiệp lực họ phải làm như vậy thì họ sanh như vậy cũng không do ước nguyện. Rồi chứng nghiệm hay như mình cái câu quan trọng hơn hay như bây giờ là những người mà không có ước nguyện là có thể là chúng sinh và do phước thì họ sẽ ra một cái người, hay là cái người mà ngay cả cái người là do cái quả ác của chính họ, mà bây giờ thí dụ như họ làm những cái việc lành vốn tự thân. Nếu chúng ta nói, nếu mà ở đây thì tự tôi nói rằng là có những chúng sinh không do ước nguyện mà sanh về đâu kìa, chẳng hạn như sanh làm người, sanh làm chư thiên, hay là ở cõi khổ thì không ước nguyện cõi khổ rồi, như điều chẳng hạn tạm thời ước được một ước định là bây giờ về cõi người đi, không ước nguyện cõi người, những điều mà họ đến cõi người, những điều chúng không có do phước á, thì cái điều này mình phải xét lại. Ý nó xét lại là sao? Tức là dẫu là chư thiên người đều phải do phước báo nâng đỡ sanh về cõi vui, thì phải là tạo những công đức phước lành khẳng định, chứ không phải là không do phước để sanh mà không do phước thì ở cõi khổ rồi. Không, cũng không ước nguyện. Cái chỗ này thì riêng cá nhân kính bạch thượng tọa thì còn chưa có thông cái câu C này. Để hỏi qua câu trên thì con khẩn nghe cái chỗ câu C này, con chấp nhận ra. Câu B thì con kính thỉnh thượng tọa giải thích chỗ này một chút xíu, cũng là cái cho Phật tử sự một chắc là cách rõ ràng chỗ đó. Và con kính cùng thỉnh thượng tọa.
Sa thú kính thưa thượng tọa, thưa quyền, thưa quý vị, có những chúng sanh sanh vào cảnh khổ thì thật sự không ai muốn sanh vào cảnh khổ. Dạ, không ai muốn, nhưng mà cũng ước nguyện sanh vào nhưng mà cũng không có phước báo. Con sư cũng có nhiều vậy. Thật ra phần đông á, chúng sanh sanh ra đời là trong trường hợp cô xê, nghĩa là sanh ra vào cõi khổ. Mà Đức Phật ngài dạy là cái tỷ lệ, tỷ lệ thì chúng sanh sanh vào khổ cảnh nó nhiều hơn là chúng sanh sanh vào cõi an lạc. Thật ra đa số chúng sanh rơi vào trường hợp chỉ xê, có chứ không phải là không có. Dạ, mà có là có nhiều thì chứ không phải là có ít. Thì trả lời là câu OD là cả ba trường hợp cơ trên đều có. Thì không biết thượng tọa pháp thân thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp thân có mặt trước máy và nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Dường như thượng tọa pháp thân không nghe được. Pháp tính đây, người pháp tính không? Ô, dạ thấy thượng tọa pháp thân rồi. Mời quý phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Phải chăng theo Phật pháp tất cả ước nguyện đều được thành tựu nếu sự mong muốn? A. Không phải ước nguyện nào cũng thành tựu nếu không có những tố chất đi kèm. Đúng, một ước nguyện nhưng mà không có những tố chất đi kèm thì không thành tựu được. B. Sự mong muốn gọi là đủ mạnh khi có đầy đủ tố chất. Nếu mình muốn điều gì đó mà nó chưa đủ tố chất thì chưa gọi là mạnh, mà đã gọi là mạnh thì nó phải có đủ tố chất. C là câu A và B đều đúng, D là câu A và B đều sai. Mời quý Phật tử trả lời và kính trình sự hợp tân hoàn hiện cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong room. Câu trắc nghiệm số 2 là phải chăng theo Phật pháp á, tất cả ước nguyện đều thành tựu nếu sự mong ước đủ mạnh. A là không phải ước nguyện nào cũng thành tựu nếu không có những tố chất đi kèm. Ở đây đó quý vị thấy rằng là mình ước nguyện là ước nguyện, nhưng mà phải có rồi có những cái sự nỗ lực, rồi thì phải tâm của mình đó, rất là mạnh đó, thì có thể thành tựu, rồi có những cái phước hỗ trợ nữa, chứ còn nếu không có thì cũng khó mà thành tựu nếu mà mình bước những cái điều đó. Ta buộc lấy những cái có cái tố chất, chứ không phải là cái ước nguyện nào cũng thành tựu. Câu B đó là mong sự mong muốn là đủ mạnh, đầy đủ những tố chất. Thì ở đây đó các vị thấy rằng là sự mong muốn của mình là một lẽ rõ ràng, thì khi mà đầy đủ những cái tố chất thành tựu được. Hỏi ngược lại như vậy, thì nếu mà có những cái tố chất điều kiện mà nó sẵn, điều kiện để có để mà cho thành tựu, thì nó phải đòi hỏi có những cái tố chất như vậy, thì cái sự mong muốn của mình mới chỉ là mong muốn thôi, nhưng mà nếu mà có đủ những cái tố chất nữa thì mới có thể thành tựu được. Rồi cái câu C đó là A và B đều, câu D đó là A và B đều sai. Thì giữa cái câu A và câu B đó thì chúng ta thấy rằng cái câu A nói rằng là cái nguyện ước mình nếu được có thành thì phải có những cái tố chất. Thì câu B thì gọi là sự mong muốn gọi là đầy đủ mạnh thì đầy đủ những cái tố chất. Thì hỏi ngược lại như vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu C đó
là A và B đều đúng. Tại vì nếu mà để mà cái nguyện ước của mình nó có những cái sự thành tựu đó, thì nó có điều, nó phải có những cái tố chất, cái nguyện ước nó đủ mạnh, rồi có những cái tố chất khác, những cái điều kiện khác để hỗ trợ phước báo, rồi có những cái sự trợ viên, trợ duyên để cho nó được thành tựu đó. Thì chúng tôi chọn cái câu C để làm cái đáp án, vì câu C nói A và B đều đúng, nó có những cái tố chất thành tựu như vậy. Thì xin chúc mừng các vị Phật tử Pháp Lữ C, Chìa Khóa Hạnh Phúc C, Đạo C, Các Viên Hòa C, Diệu Giác C, Kim Manh C, Liễu Loan C, Nguyệt C. Và xin chúc mừng tử. Dạ, bây giờ con kính thỉnh thưa tọa trời. Chào thủ kính chân, thưa Pháp Tân. Thú vị, câu trắc nghiệm số 2 vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bố Thế. Kính chân chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, để lễ quý ngài. Thân chào, tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Sa thú lành thai, con khai ma thay mặt đại chúng trong phần kính tri ân chư tôn đức bị mẫn giảng dạy Phật pháp ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính. Kính cảm ơn chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên trợ cho các phần hành trong được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường pháp nhiệm màu của Đức Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhắc tâm hồi hướng. Nguyện đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp thường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Như Quỳnh để kính dùm Như Quỳnh ấy. Hóa thành vốn quả vì nhân sở.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Phú Tha Tham Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thà Chà.